nghĩa nhà Hello Vũ Văn Dũng đang với chia sẻ live stream đúng không ạ? Rất nhiều người mong muốn được xem những trận đấu như thế này. Tại sao chúng ta lại không chia sẻ với họ? Vẫn đủ cầu được, một pha đủ cầu quá ảo diệu của Vicon. Vẫn còn. Hay thế nhờ. Sở chưa? Vẫn thủ được, hay quá nhờ. Đây là một pha cầu highlight rồi. Hay chưa? Hay thế. Bật cầu. Ok, là chúng ta đến với trận đấu thứ hai ở nội dung đồng đội. Trận bán kết đồng đội Nam giữa Đào Lâm Lâm và thành phố Thái Nguyên. Phía gần màn hình của chúng ta là cặp đôi đến từ thành phố Thái Nguyên, cặp đôi Huy Trung. Phía xa màn hình là cặp đôi Giang Ngọc Anh đến từ Đại học Lông Lâm. Trong trận đấu thứ nhất, 1-0 trận đấu thứ nhất. Đây là Trung giao cầu. Tài cầu rất Thái Nguyên không đi cùng anh nhá. Cầu cạch từ Nguyễn Gia vẫn còn. Rất hay. Khi còn đỡ cầu. Rất căng từ Ngọc Anh, hôm nay có vẻ ăn suất cơm 30 thì phải. Xong rồi đấy. Đấy, lưới rất kéo luôn nha, đội vàng trận đơn đấy. Nhưng mà sau trận đơn đó, một đều được Nguyễn Giang xin thu Ngọc Anh giao cầu. Đôi Giang Ngọc Anh rất cứng. Đội tấn công. Mình phải khẳng định rằng Ngọc Anh phát cầu rất khó chịu mọi người ạ. Cầu rất căng đối với con, vẫn thủ lên được. Đang đánh cầu rất tự tin. Đang lên giao cầu. Bắt cầu rất tự tin, Giang Kenvin. Yeah, mọi người thấy không? Giang Kenvin. Xin chào những người xem mới đến live stream của chúng ta. Và đánh giao cầu. Trận trước là Duy thắng nhá. Trận trước là set 1 thì đang thắng, set 2 thì Duy thắng 21-19. Xong Nguyễn đang xin bỏ cuộc để đánh trận đôi này, để tập trung vào trận đôi này. Cơ kiên đội Đại Từ đã thua với tỷ số 3-0 trước đội Đại học Lông Lâm, cũng chính là đội phía xa màn hình kia. Một chiến thắng của Vũ Văn Thiết trước Phúc Học. Một chiến thắng của Phan Ngọc Anh. Có vẻ trận đơn vừa rồi đã ảnh hưởng một chút đến thể lực của Nguyễn Giang và Nguyễn Giang. Rất hay. Bóng cầu không qua lưới. Thưa Giang Ngọc Anh, hãy cầm hình 1 được không? Nhưng ai cổ vũ cho cặp đôi Huy Con và Trung hãy cầm hình 2 để mình xem là cổ vũ. Cầu sang như này được một trận đấu hay như này cần có nhiều người xem hơn. Vẫn còn. Cầu rất hay được diễn ra. Thì cầu hay thích nhá. 92. Bạn lưới rất khéo từ Nguyễn Giang, cơ hội tấn công. Ngon chưa? Tốt. Đập cầu. Rất khéo, đập lo cho nhau rất tốt. Ăn rồi. Quá đơn giản. Thủ cầu rất hay của Vicon, đó là một trận đấu thứ hai của đồng đội. Điểm 12-14. Rất căng của Ngọc Anh sẽ không được cắt làm video trên YouTube mà đã được quay lại ở chế ở trong một video đi và được up lên YouTube sớm thôi ạ. Thủ tay rất khỏe Ngọc Anh, thủ tay như máy vậy. Và cầu khá bất ngờ của Vicon,
Ngọc Anh cũng hơi chủ động rồi. Đua nữa rồi. Hay quá. Đấy, phát cầu quá khó chịu Ngọc Anh. Xin thề luôn. 18-14 rồi, 18-13 rồi. Phản cầu rất hay, Nguyễn Nga. Ôi, người là ra. Cười tấn công. Anh đang luôn tìm cách để lên lưới. Đúng là máy rồi. Có một trận đấu thua khá đậm trước cặp đôi Vũ Thiết và Tùng Dương của đội tuyển vào form rồi, ăn lưới. Kinh không? Hay không? Dã man. Chúng ta đến với trận đấu thứ hai nào. Anh đập cầu như bom. Không được rồi. Ok, nếu mọi người ủng hộ mọi người nhớ giúp chia sẻ livestream đúng không ạ? Hình như Đức vừa tới lại. Thấy tạch cái. Rất căng. Rất tiếc chúng ta bắt cầu vừa chưa được lên Bắc Cạn. Và lúc chiều mới lên Bắc Cạn giao lưu thì anh ấy đã tiếp đón rất là nhiệt tình. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Như bom thì Ngọc Anh bỏ cầu rất khó. Ok thôi, thế thấy hay giúp anh chia sẻ nha. Anh thấy hay giúp anh chia sẻ để nhiều người được thưởng thức hơn nào. Mọi người có nhận thấy lời đánh của Giang Ngọc Anh ạ? Giang sẽ tìm cách nào đó để lên bắt lưới và để Ngọc Anh ở phía dưới công. Mọi người cứ để ý mà xem. Tỷ lệ rất hay đúng không ta? Đập cầu ra mà. Anh từ khi cặp với nhau đã giành được rất nhiều thành tích lại bắt lưới kinh khủng không? Giải Lạng Sơn mở rộng và nhất giải Lào Cai. Ở trước đó thì Lào Cai mở rộng như giải Lào Cai mở rộng. Trước đó thì Diễn Giang và Ngọc Anh cũng vô địch giải Kawasaki miền Bắc và vô địch giải Lai Linh Hà Nội. Bởi vì các vận động viên, rất nhiều vận động viên đa phần là đánh nó không nhiệt và không cống hiến đường cầu hay. Còn xem phong trào ở Việt Nam mới sướng. Thực sự xem phong trào ở Việt Nam này mới sướng. Anh ơi, anh ơi. Ta thì cần lôi được Diễn Giang. Nguyễn nhà hello, Vũ Văn Dũng cũng chia sẻ live stream đúng không ạ? Rất nhiều người mong muốn được xem những trận đấu như thế này. Tại sao chúng ta lại không chia sẻ với họ? Vẫn đủ cầu được, một pha đủ cầu quá ảo diệu của Vicon. Vẫn còn. Hay thế nhờ. Đập cầu, sở chưa? Vẫn thủ được, hay quá nhờ. Đây là một pha cầu highlight rồi. Thế bắt cầu. Cái cánh chân vẫn chỉ chọc Phương Nam nha. Hay quá. Hay quá. Tốc độ của cổ lông rồi. Vẫn thủ được. Rất lắc léo. Để lôi từ Ngọc Anh nhưng tay lật đến từ... Nhưng mà trận đấu này đang được quay lại ở chế độ Full HD được gửi đến mọi người trên kênh YouTube nha. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube của Hùng có tên là Sport Hùng Badminton. Mọi góc nhìn của cầu lông phong trào và cả cầu lông chuyên nghiệp của Việt Nam nữa.
này Ngọc Anh quá lì. Ngọc Anh không có gì ngoài sức cả. Rất bổng, rất khó chịu. Viên bàn giải này được mọi người ạ. Ok, cảm ơn bình luận viên nhí của chúng ta. Điểm đang là 12-8 nghiêng phía Giang Ngọc Anh. Ô, còn vẫn còn kìa. Này bây giờ phải nói là mơ. Phải Giang thắng 21-12, trận đấu thứ hai thì thua 21-19. Và Nguyễn Giang đã quyết định là xin bỏ cuộc để tập trung vào trận đôi anh ạ. Đó là một quyết định theo hình thì là hoàn toàn thắng chắc Nguyễn Giang và Ngọc Anh. Rất tỉnh táo. Đấy, ông đỏ người sẽ sung hơn rất là nhiều. Thôi, cầu như còn không còn rồi. Ảnh người rồi. Nhưng mà Quốc Học sáng nay để thua Vũ Thiết nha. Vũ Thiết đã có một trận đấu hết sức ấn tượng trước Quốc Học. Và hạ gục Quốc Học trong vòng 2 set. 11-16 hả? 11-16. Ok, điểm 16-11 cho Giang Ngọc Anh. Ngọc Anh không có gì ngoài sức cả. Cầu rất tỉnh. Rất khéo léo. Ông thủ quốc đúng gì? Rất tổ chức. Trăm nhảm đi chứ. Chưa ăn thua gì. Tập thế ăn thua gì? Non rồi. Vẫn cổ vũ mọi người biết là tinh thần của vận động viên đánh cầu hay như nào rồi đấy. Đánh nhau rồi. Tô Huế, Tô Huế 20-14. 21-14, một chiến thắng hết sức tiếp tục. Vậy là hai trận đấu đều là chiến thắng 21-14 cho cặp đôi Giang và Ngọc Anh. Một chiến thắng khá đảo đối thủ. Ok anh đánh nha.